cũng trong dịp ra quân đầu năm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đến thăm chúc Tết tập đoàn Viễn thông Quân đội, công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng và công ty ống thép Hòa Phát, cùng đi có lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cảm ơn đội ngũ cán bộ nhân viên công ty trong thời điểm xảy ra dịch bệnh đã tích cực hỗ trợ Đà Nẵng, xuất nhiều chuyến bay đón công dân từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch, vận chuyển hàng thiết yếu góp phần cùng thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh. Đồng thời chia sẻ về sự sụt giảm doanh thu của ngành hàng không trong nhiều năm liên tục, qua đó mong muốn công ty vượt qua khó khăn sớm khôi phục lại các đường bay, hỗ trợ ngành du lịch thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ.